có sao không? Là thấy đánh đầu quá trời luôn mà. Lấy cái đá luôn á. Anh hãy cầm cây có đánh trúng không vậy? Trời ơi, tính 30 ngàn. 30 ngàn hết. Ta đồ quánh nhau. Quánh chồng em không còn. Đánh nè, đánh chồng em đi. Nó muốn giết người. Nó vô. Cái quán này là nó chặt chém, nó chặt chém. Một tô hủ tiếu là 100 ngàn. Chồng em vừa lên tiếng nói là nó quánh. Nó quánh chồng em nè. Nó quánh chồng em nè. Nó quánh chủ quán lên nó chặt chém. Nó lấy đá nó đập. Nó lấy đá nó đập. Long An em, ở Long An, ở Long An, ở Bến Lức Long An. Quán này không có địa chỉ chính xác. Gọi công an xuống rồi, gọi công an xuống rồi. Anh Tài đâu rồi? Ê, mặt đây đây. Chia sẻ cho mẹ với, chia sẻ cho cái hội Long An cho mẹ với. Hồi nãy đánh rất là nhiều, đánh rất là nhiều. Vì chặt chém ở Long An nè em. Chia sẻ cho chị với. Chị bị chặt chém, chị ở dưới quê mới lên nè. Ở quê mới lên, chị ghé quán nước trời mưa. Họ chặt chém họ đánh người. Cảm ơn em, cảm ơn. Hồi nãy lấy đá nó đập luôn. Con đừng có giả mặt nghe thôi chị. Một đứa con nít chị không bao giờ nói. Ở Bến Lức này, ở đồng này là... cái này ở đồng nào vậy? Ở đồng nào vậy? Cái này là ở đâu? Cái bản lĩnh của mày tao biết rồi, mày không nói. Mày từng thích nhau mày biết, mày đồng chém người ta. Không có gì. Mẹ, ai không biết cái mặt mày. Chị còn thách, bà chủ còn thách công an xuống nữa mà. Kêu công an xuống luôn mà. Hồi mà hồi nãy cái người nói câu đó là cái bà kia.
tới gần ngay công an luôn. Vậy chú bắt có ngoài công an gần luôn. Đây chú mời đi, dưới con biết dưới. Chú phải là đứng đây giải quyết ở đây, đúng không? Giờ nó lớn cả giờ rồi, vô động giải quyết. Mình nói cho em, mình chạy theo hai anh này đi, dẫn cho công an ngoài y tế qua cho bằng mối phương cho anh này chú đi. Dẫn ngoài đấy luôn đi. Đi đi, anh có xe chạy theo em này đi. Bây giờ sao? Lại qua phường luôn, lỡ rồi là nó tới luôn. Nhưng mà quan trọng mấy người này có mời qua không hay là... Chị quay video làm chứng mà. Chị làm chứng, chị nói rõ lắm mà chắc tại ồn mà không nghe á. Nó quánh muốn chết người, nó cầm gậy nó làm ghê. Con người đúng là vô cảm. Em coi được em. Anh ra bên đi thôi nè con. Nhiều lắm mà sao còn hai người. Nhiều người lắm. Hồi nãy thằng đó là cầm gậy đó. À, chắc là ồn quá. Em tắt like nha, chia sẻ cho mang cái like vô hội cho em với. Em tắt like nha. Em tắt like nha, em tắt like.